Hào là nhà cung cấp ván lạng cho ngành trang trí nội thất đầu tiên tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hằng Thịnh chuyên cung cấp sản phẩm ván lạng tổng thể cho lĩnh vực trang trí bề mặt đồ gỗ nội thất, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Vươn tới thành công là khi ta phá vỡ vùng an toàn của chính mình. Đó là cách nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng đã bắt đầu với lĩnh vực sản xuất và cung cấp ván lạng vào hơn 12 năm trước, trở thành nhà cung cấp ván lạng cho ngành trang trí nội ngoại thất đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài các mặt hàng như ván lạng và nguyên liệu gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hằng Thịnh do nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng điều hành còn cung cấp đa dạng các loại nguyên liệu mới cho ngành trang trí nội thất tân cổ điển. Có thể dùng ốp trần, ốp tường, sản xuất loa thùng, thủ công mỹ nghệ đa dạng, phong cách mới mẻ. Mang trong mình hoài bão lớn cùng với tầm nhìn xa, doanh nhân Vũ Thị Hằng đã đưa thương hiệu của mình đến những danh hiệu mà nhiều doanh nghiệp mơ ước, điển hình như Top 10 Thương hiệu Vàng Thăng Long năm 2018 và danh hiệu Thương hiệu Tín nhiệm Asia năm 2022. Ngoài ra, nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng cũng vinh hạnh nhận được danh hiệu Nhà lãnh đạo tiêu biểu Asia 2022 do Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp Phương Nam và báo Diễn đàn Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp trao tặng. Sắp tới đây là công ty chúng tôi sẽ tung ra thị trường một số những sản phẩm mới, lạ và độc đáo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xuất khẩu một số mặt hàng gỗ chủ lực của Việt Nam giới thiệu đến thị trường quốc tế. Dòng sản phẩm ván lạng của bên công ty chúng tôi dễ sử dụng, dễ thi công và có những hoa văn rất là đẹp và độc đáo. Đó là lý do tại sao mà khách hàng trong nước và nước ngoài rất là ưa chuộng và sử dụng đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Không chỉ dừng lại ở những nỗ lực trong việc kinh doanh, nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng truyền động lực đến vô số những phụ nữ khác về hành trình lan tỏa thông điệp tình thương yêu vô điều kiện qua một cuộc thi về sắc đẹp và trí tuệ, cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam năm 2022. Với danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất, nữ doanh nhân Vũ Thị Hằng thể hiện quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong việc giữ chọn cái tâm và cái tầm trong yếu tố kinh doanh và cả lối sống của chính mình.